Với kỹ thuật Black Box Technical, chúng ta có các kỹ thuật thiết kế test case như sau. Thứ nhất, Equivalent Partitioning. Thứ hai, Boundary Value. Thứ ba, Decision Table. Thứ tư, State Transition. Và cuối cùng, Use Case. Đây là các kỹ thuật thiết kế test case cơ bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật thiết kế theo hướng Equivalent Partitioning. Phân tích vùng tương đương. Kỹ thuật này dựa vào việc phân tích input và output thành các vùng mà chúng ta đặt giả định mỗi vùng này sẽ cho một kết quả giống nhau. Nghĩa là giá trị ở trong mỗi vùng này khi đưa vào hệ thống sẽ có phản ứng cũng như có các hiệu ứng hoàn toàn giống nhau. Giả định này được đặt ra để giúp cho chúng ta test một trường hợp thay vì phải test tất cả các trường hợp của một vùng. Phân vùng tương đương nên được thực hiện kiểm tra cả vùng valid và invalid để kiểm tra hết được lỗi của hệ thống. Với cách thực hiện như thế này, các bạn sẽ tối ưu được số lượng test case cần phải thực hiện. Chúng ta giả định có một trường dữ liệu kiểm tra giá trị chấp nhận lớn hơn 0 và nhỏ hơn 101. Như vậy, chúng ta sẽ chia thành 3 vùng khác nhau. Vùng thứ nhất, nhỏ hơn 0. Vùng thứ hai, từ 0 đến 100. Vùng thứ ba, từ 101 trở lên. Chúng ta có vùng valid được thực hiện là từ 1 đến 100. Và hai vùng còn lại, nhỏ hơn 0, lớn hơn 101 là vùng invalid. Chúng ta sẽ thực hiện thiết kế 3 test case để kiểm tra được các vùng valid, invalid. Như vậy, chúng ta sẽ chỉ cần 3 test case và các bạn có thể chọn một giá trị bất kỳ thuộc vùng này để thực hiện viết test case. Với kỹ thuật Boundary Value Analysis, kỹ thuật phân tích các giá trị biên, chúng ta đặt giả định rằng các phân vùng tương đương thường hay đặt lỗi ở những giá trị biên minimum hoặc maximum của các biên. Thay vì lấy các giá trị bất kỳ, chúng ta sẽ lấy những điểm mút biên này để thực hiện và viết test case. Và lỗi thì thường hay được tìm thấy ở giá trị biên nhiều hơn ở các giá trị bên trong. Như vậy, kỹ thuật Boundary Value Analysis phải dựa hoàn toàn sau khi chúng ta thực hiện kỹ thuật phân vùng tương đương Equivalent Partitioning. Sau khi phân tích thành các vùng tương đương, chúng ta sẽ lựa chọn các điểm đầu và điểm cuối của mỗi phân vùng để thực hiện viết test case. Và những điểm này được gọi là giá trị biên. Dựa vào tài liệu đặc tả chi tiết, sẽ giúp cho các bạn phân tích được các giá trị biên một cách chi tiết và cụ thể. Với ví dụ ở trên màn hình, chúng ta nhìn thấy như sau. Chúng ta giả định rằng có một trường dữ liệu chấp nhận giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn 101. Như vậy, chúng ta sẽ phân tích được 3 phân vùng tương đương như sau. Thứ nhất, từ nhỏ hơn 0. Thứ hai, từ 1 đến 100. Thứ ba, lớn hơn 101. Như vậy, chúng ta có 3 phân vùng tương đương. Mỗi phân vùng chúng ta sẽ lấy những giá trị biên. Thứ nhất, chúng ta lấy giá trị biên của vùng nhỏ hơn 0, trong đó chúng ta lấy giá trị 0 là giá trị biên. Vùng từ 1 đến 100, chúng ta lấy giá trị 1 và 100. Tiếp theo, phân vùng lớn hơn 101, chúng ta sẽ lấy giá trị biên là 101 để thực hiện hoạt động test. Các bạn lưu ý, với các đề thi của ISCQB, khi đưa ra đề, người ta có thể đưa ra như sau. X lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 100. Như vậy, các bạn sẽ dễ bị lừa khi biết rằng x lớn hơn bằng 0. Các bạn thường hay lấy các giá trị biên là 0 và 1. Nhưng chúng ta phải phân tích như sau. Chuyển đổi câu hỏi dạng như sau. X lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 100. Như vậy, các bạn sẽ lấy giá trị biên là trừ 1, 0, 100 và 101. Những câu hỏi thuộc dạng ISCQB khi bạn phải để ý thì mới... Những câu hỏi thuộc dạng ISCQB thường là những câu hỏi đánh lừa. Vì vậy, bạn cần phải chú ý và nắm vững các kiến thức cơ bản để thực hiện trả lời. Mời các bạn đến phần tiếp theo để biết được cách ứng dụng của giá trị biên. Mời các bạn đến phần tiếp theo để ứng dụng giá trị biên và phân vùng tương đương vào bài tập. Mời các bạn đến phần tiếp theo để tìm hiểu kỹ thuật về thiết kế test case theo hướng Decision Table, bảng ra quyết định.
Với các kỹ thuật phân vùng tương đương và phân tích giá trị biên, chúng ta phù hợp sử dụng để thực hiện thiết kế test case, kiểm tra cho các component riêng rẽ độc lập hoặc các giao diện màn hình độc lập với nhau. Chúng ta thực hiện kiểm tra các tính năng của từng component hoặc từng màn hình xem đã đầy đủ các trường hợp. Chúng ta thực hiện kiểm tra từng thành phần, từng màn hình để kiểm tra về mặt tính năng của chúng đã hoạt động đúng hay chưa. Tuy nhiên, hầu hết các tính năng đều phải thực hiện dựa vào những... Tuy nhiên, không phải tính năng nào cũng chỉ thực hiện dựa trên các input, chúng còn phụ thuộc vào các tình huống, các điều kiện trước và điều kiện sau của hệ thống để cho ra những kết quả khác nhau. Do đó, bảng Decision Table, bảng ra quyết định là một lựa chọn phù hợp để thực hiện thiết kế test case và kiểm tra hết tất cả những condition, các situation cũng như các event của hệ thống. Với bảng ra quyết định, các input condition được biểu diễn dưới dạng true và false, hai giá trị duy nhất để thực hiện kiểm tra. Ngoài ra, trong bảng này chúng ta cũng sẽ nhìn được thấy những trường hợp kết hợp bị thừa và có thể bỏ đi. Tối ưu các test case, sử dụng những test case ít nhất nhưng lại kiểm tra được hết tất cả các tình huống, các điều kiện đặt ra. Đây là mục tiêu của Decision Table. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến kỹ thuật thiết kế test case theo trường hợp sử dụng Use Case. Use Case thường được sử dụng trong giai đoạn System Test hoặc giai đoạn Acceptance Test để kiểm tra được toàn bộ hệ thống. Use Case sẽ kiểm tra toàn bộ luồng nghiệp vụ cũng như các tính năng thực hiện theo nhu cầu sử dụng thực tế của người sử dụng. Vì thế, sử dụng thiết kế test case, use case phải dựa vào tài liệu đặc tả ở mức cao hoặc tài liệu đặc tả mô tả nghiệp vụ của người sử dụng. Ở đây, chúng ta sẽ đi từ bước bắt đầu cho đến bước kết thúc của một công việc với người sử dụng cuối cùng. Vì thế, chúng ta sẽ tìm được ra lỗi trong quá trình sử dụng hệ thống. Use case mô tả ở mức cao, mức high level. Use case mô tả ở mức cao, high level, mô tả các bước thực hiện trong thực tế sử dụng. Các trường hợp sử dụng này thường được thiết kế test case cho riêng giai đoạn cuối cùng để các bạn kiểm tra lỗi trước khi bàn giao cho khách hàng. Thiết kế theo hướng use case là bước tối ưu để kiểm tra hệ thống của bạn đã hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của người sử dụng hay chưa. Sau đây chúng ta thử phân tích một ví dụ về trường hợp thiết kế theo use case. Ví dụ đặt ra, thiết kế trường hợp sử dụng cho máy ATM tính năng withdraw. Đây là tính năng rút tiền của máy ATM. Để thực hiện thiết kế này, bạn nên nhớ, để thực hiện thiết kế test case theo use case, bạn nên nhớ các requirement của bạn phải được viết dưới dạng use case, các trường hợp sử dụng. Với use case, chúng ta có hai luồng chính. Thứ nhất, basic flow, còn gọi là main flow, và thứ hai, alternative flow, là các trường hợp rẽ nhánh. Main flow là trường hợp chính, người sử dụng bắt đầu thực hiện thao tác và đến thao tác cuối cùng, ở đây là thao tác rút tiền thành công. Chúng ta có thể giả định main flow như sau. Đầu tiên, máy ATM ở trạng thái ready, trạng thái sẵn sàng. Bước thứ hai, người sử dụng insert card. Bước thứ ba, hệ thống kiểm tra card valid. Bước thứ tư, hệ thống đưa thông báo nhập số pin. Bước thứ năm, người sử dụng nhập pin. Giả định người sử dụng nhập pin thành công. Bước thứ sáu, hệ thống kiểm tra mã pin. Bước thứ bảy, hệ thống gửi mã pin và account về hệ thống trung tâm để xác minh. Bước thứ tám, hệ thống xác minh thành công và đưa ra tính năng trên màn hình. Bước thứ 9, người sử dụng chọn tính năng withdraw, tính năng rút tiền. Bước thứ 10, người sử dụng lựa chọn số tiền để rút. Bước thứ 11, người sử dụng rút tiền thành công. Bước thứ 12, máy đưa về trạng thái ban đầu, trạng thái chờ. Đó là các ví dụ về các trường hợp sử dụng main flow. Chúng ta có ví dụ về các trường hợp rẽ nhánh, ví dụ như người sử dụng nhập pin sai lần 1, người sử dụng nhập pin sai lần 2 và người sử dụng nhập pin sai lần 3. Ở lần sai thứ 3,
máy sẽ nuốt cạc. Những trường hợp alternative nữa, ví dụ như số tiền người sử dụng nhập vào vượt quá số tiền trong máy, hoặc số tiền người sử dụng nhập vào vượt quá giới hạn được rút trong ngày, số tiền người sử dụng nhập vào vượt quá số tiền trong tài khoản, hoặc máy ATM đã hết tiền, tính năng withdraw không có tác dụng. Chúng ta có thể liệt kê tất cả các trường hợp alternative thực tế có thể xảy ra bằng việc phân tích kỹ lưỡng trường hợp sử dụng của người thực hiện để đưa ra các trường hợp ngoại lệ cho test case của mình. Sau đó, các bạn điền vào bảng như sau. Từ các bước được phân tích ra, chúng ta điền vào một bảng test case. Bảng có dạng ma trận hai chiều, trong đó theo chiều cột chúng ta có các trường hợp main flow hoặc alternative flow. Theo chiều hàng ngang chúng ta có các condition, trong đó có các condition như sau. Account, tài khoản, mã pin, số tiền nhập vào, số tiền của hệ thống, tính năng withdraw có available hay không. Đó là các trường hợp kiểm tra. Và tiếp theo các bạn lựa chọn các trường hợp chúng ta thực hiện test. Ví dụ với trường hợp main flow chúng ta sẽ có, với trường hợp main flow chúng ta sẽ có valid ở tất cả các bước. Nhưng với các trường hợp alternative chúng ta sẽ lựa chọn invalid ở một điều kiện nào đó để hệ thống không thực hiện rút tiền thành công. Chúng ta có thể điền V hoặc Y vào các ô tương ứng. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng cách như sau. Thay vì điền valid và invalid cho các giá trị, bạn có thể điền ngay dữ liệu sẽ thực hiện test là gì. Trong đó chúng ta sẽ xác định rõ với nhau thẻ, account, mã số pin, số tiền nhập vào, số tiền trong hệ thống. Chúng ta sẽ nhập chi tiết các dữ liệu cần thực hiện test để kiểm tra. Với mỗi trường hợp test như thế này, chúng ta đã đi hết tất cả các case từ ban đầu cho đến khi kết thúc của hệ thống. Như vậy, các bạn sẽ test và kiểm tra được sự tương tác giữa các actor và system. Sử dụng bảng như thế này, bạn đã hoàn toàn có thể kiểm tra được hệ thống ATM. Chúng ta đầy đủ các bước cũng như các điều kiện và expected result để thực hiện kiểm tra. Và các bạn đã kiểm tra được toàn bộ luồng nghiệp vụ withdraw của máy ATM, kiểm tra cả trường hợp valid và invalid. Đây là cách thiết kế theo hướng use case. Bạn nhớ, thiết kế theo trường hợp sử dụng là để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Use case ở mức high level được mô tả mức trình tượng và dựa vào các tài liệu ở mức cao của người sử dụng như tài liệu mô tả nghiệp vụ của người sử dụng. Use case dùng để kiểm tra sự tương tác giữa các actor và system. Use case còn có thể được kiểm tra với bảng ma trận hai chiều, rất dễ có thể sử dụng để thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống và quét được tất cả các lỗi còn tồn đọng lại cho hệ